Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ y học cổ truyền Lê Hải. Thì hôm nay Lê Hải cũng như là BMC Việt Nam xin đem đến cho mọi người một cái khóa học, là một cái quy trình về massage bấm huyệt để giúp chúng ta giảm cái thoái hóa cột sống. Hiện nay các cái vấn đề về cột sống ấy, về thoái hóa cột sống hay bệnh liên quan đến cột sống ấy, bệnh về đĩa đệm liên quan ở các cái gai xương, rồi các cái vấn đề cong lệch đẹp cột sống, hoặc là những cái bệnh liên quan đến cái phần thần kinh, rồi các cái thần kinh liên quan các cái chỉ huy nội tạng, nên nó đang rất nhiều vấn đề. Và một trong những cái điểm xuất phát của những cái vấn đề đó, đó là thoái hóa cột sống. Nếu mà chúng ta có thể có một cách nào đó để giảm thoái hóa cột sống, chúng ta có tri thức, chúng ta có cách thực hành, chúng ta có những hiểu biết để giúp chúng ta giảm thoái hóa cột sống, thì những cái bệnh tai hại về sau nó sẽ được giảm đi rất là nhiều. Thì trong cái khóa học này, Lê Hải sẽ giới thiệu mọi người một cái quy trình, từng bước một chúng ta sẽ giúp giảm thoái hóa cột sống cổ, giảm thoái hóa cột sống ngực, giảm thoái hóa cột sống thắt lưng. Đặc biệt trong khóa học này thì Lê Hải chia ra 8 chương và 40 bài, phần lý thuyết, phần thực hành rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Chính vì thế Lê Hải nghĩ rằng với cái tâm huyết của mình, với những cái nội dung, những cái bài giảng mà Lê Hải chia sẻ, chắc chắn sẽ đem đến cho mọi người thêm một cái giải pháp nữa để giúp gì làm giảm thoái hóa cột sống. Là chúng ta có thể áp dụng cho người thân, cho bạn bè, hoặc là chúng ta áp dụng cho các khách hàng của mình, nó đều hiệu quả cả, nó đều rất là tốt, đúng không nào? Hy vọng rằng cái khóa học này sẽ đem đến thật nhiều lợi ích đến cho người học là các bạn, và hẹn gặp lại mọi người ở trong từng bài giảng khoa học. Xin chào.